Như vậy là hiệp 1 thi đấu của trận đấu này bắt đầu. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì đội khách Viettel trong trang phục màu trắng sẽ bảo vệ cầu môn phía tay phải, hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Trương Dũ Đạt thay thế cho vị trí tiền vệ trung tâm của Duy Khánh, rất nguy hiểm. Vẫn là một hàng phòng ngự tương đối sơ hở của BKMX Bình Dương, bóng cắt ngang khung thành của Sơn Hải đã hoạt động tốt hơn trong đội hình của Viettel những trận đấu gần đây. Ta cùng xem lại pha bóng mà hàng phòng ngự của Viettel chơi rất lỏng lẻo để cho Nguyễn Đức Hoàng Minh băng xuống tung ra một cú sút rất căng. Đây là Tô Văn Vũ. Văn Vũ dứt điểm từ xa. Khá nguy hiểm, tỷ số là 1-0 cho cầu thủ BKMX Bình Dương. Không thể tin nổi. Một cú nã đại bác thực sự trên sân Bình Dương và lại là Tô Văn Vũ. Chuyên gia của những bàn thắng thực sự rất đẹp. Cú sút phải lên tới gần 30m của Tô Văn Vũ, và đặc biệt hơn đây là một cú dứt điểm bằng bóng sống chứ không phải là một tình huống đá phạt bóng chết. Quá đẹp, ở V-League năm nay thực sự quá nhiều những tình huống sút xa mà thực tế chúng ta không được xem ở V-League. Phút thứ 9 của trận đấu và tỷ số là 1-0 cho BKMX Bình Dương. Sự trở lại quá cần thiết của đội trưởng Tô Văn Vũ. Cái bắt tay của Tiến Linh và Tô Văn Vũ và nụ cười đã nở trên môi của cao thủ BKMX Bình Dương. Và đương nhiên cả ông Lee Jang Jin nữa. Không thể không thán phục với một bàn thắng như vừa rồi. Không thể tin nổi. Có lẽ là phải lên tới gần 40m chứ không phải là hơn 30m nữa. Tiến Linh nhận bóng từ rất xa, một nhịp chạm bóng và một cú dứt điểm ngay. Một thủ thành hay như Nguyên Mạnh cũng không thể nào cản phá được pha dứt điểm vừa rồi. Bàn thắng thứ hai của Tô Văn Vũ tại mùa giải năm nay, và cả hai bàn thắng của anh đều đến từ những tình huống mở tỷ số. Huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn chắc chắn là quá hài lòng với bàn thắng vừa rồi. Thực sự bàn thắng quá đẹp của Tô Văn Vũ là một chất xúc tác để cho trận đấu này sẽ diễn ra hay hơn. Và bắt bài vừa rồi không tốt của Đoàn Tuấn Cảnh. Dứt điểm, tỷ số là 1-0. Trận đấu đang diễn ra rất sôi nổi. Người ghi bàn là Nguyễn Xuân Quyền. Lỗi đầu tiên thuộc về Nguyễn Tuấn Cảnh. Không hiểu sao trong bóng vừa rồi thì hậu vệ phải của BKMX Bình Dương lại có một pha bắt bài đến như vậy. Không hiểu sao. Tình huống phòng ngự cá nhân lỗi của Tuấn Cảnh. Sau khi anh đã bắt bài lỗi thì cá nhân của Đoàn Tuấn Cảnh đã tự thất vọng với chính bản thân mình. Nhưng anh không may mắn khi các đồng đội ở phía dưới đã không kịp sửa sai cho anh. Chỉ sau khoảng 3 phút thôi thì các thủ Viettel đã có bàn thắng sa bằng tỷ số 1-1. Người ghi bàn là hậu vệ trái Xuân Kiên. Cú dứt điểm chân trái rất đẹp mắt, không cho Sơn Hải bất kỳ một cơ hội nào cả. Lúc này cả hai bàn thắng của trận đấu này đều đến từ những cú dứt điểm từ xa. Nhưng pha sút bóng vừa rồi của Xuân Kiên thì gần hơn. Người kiến tạo đó là Nhâm Mạnh Dũng. Quá hay. Pha bóng mà có lỗi rất nặng của Đoàn Tuấn Cảnh. Ở một vị trí hậu vệ phải thì Tuấn Cảnh không thể đưa ra những tình huống bắt bài mạo hiểm như vậy được. Khi Xuân Kiên dứt điểm thì Tuấn Cảnh vẫn còn đang đi bộ về. Không phải người mắc lỗi có lẽ chính là Tô Văn Vũ. Và sau khi phát hiện ra thì huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn cũng đã thay Hoàng Bảo ra khỏi sân để đưa Thanh Thảo về vị trí sở trường của anh. Tiến Linh! Ở pha đánh đầu thứ hai của mình trong trận đấu này thì Nguyễn Tiến Linh đã lại ghi bàn. Thật sự là xuất sắc. Ngày hôm nay là ngày Quốc khánh Việt Nam và Tiến Linh có một pha ăn mừng hết sức ý nghĩa. Lá cờ đỏ sao vàng đã được căng lên sau bàn thắng thứ hai của BKMX Bình Dương, và đó là bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh. Cả hai bàn thắng của BKMX Bình Dương ghi được vào lúc này đều thực sự rất đẹp, rất đẹp. Như nói thì đánh đầu cũng chính là một những điểm mạnh của Nguyễn Tiến Linh. Và ở tình huống thứ hai, anh chạm đầu trong trận đấu này thì Tiến Linh đã có bàn thắng. 2-1 cho BKMX Bình Dương ở phút thứ 38 của trận đấu này. Cùng xem lại tình huống này. Pha tạt bóng quá chính xác của Thanh Thảo. Ta sẽ cùng xem cách mà Edison đã lôi hút các hậu vệ của Viettel và Tiến Linh đã âm thầm xâm nhập vòng cấm của đội khách như thế nào. Đường tạt bóng quá hay của Thanh Thảo và cái chạm đầu cũng quá xuất sắc của Nguyễn Tiến Linh.
đã góp công vào bàn thắng thứ hai cho BKMX Bình Dương ở trận đấu này. Cú pha ăn mừng thực sự ý nghĩa của tiền đạo đội tuyển Việt Nam. Lá cờ đỏ sao vàng đã được căng lên sau bàn thắng thứ hai. Giovane. Bóng đi vọt xa. Lúc này thì Pedro Paulo vẫn chưa được huấn luyện viên Bijuwon tung vào sân. Tạt bóng Pedro. Và đánh đầu trúng đích của Pedro Paulo. Trước đó là tình huống tạt bóng của Xuân Kiên. Tư thế đánh đầu không thực sự thoải mái. Và xử lý hay của Duy Thường. Trận đấu vẫn tiếp tục. Hai cầu thủ của BKMX Bình Dương đang bị đau. Treo bóng, đánh đầu, không được, tình huống đánh đầu quá nhẹ. Như vậy là hai cầu thủ đang bị đau, bên phía đội chủ nhà đều là những tiền vệ trung tâm, Trương Dũ Đạt và Tống Anh Tỷ.